Đây là cảnh bà con nông dân là hồi nào giờ chưa thấy cái đống trà mà dở nhiều cá như thế này nè. Giờ là bu lại để coi nè, quá trời rồi. Tiếp tục. Quá trời cá rồi. Đây là những em cá tre cố tình vượt biên mà cuối cùng là không thoát nè. Đó, nó thấy giờ, thấy giờ, thấy giờ. Quá trời cá trắng rồi. Đó, bắt đầu là chín ở trong đây nè. Đây là chở trà xong xong rồi các bạn. Quá trời đứng ơi. Tiếp nha. Cái này là cực kỳ quan trọng nè. Đó. 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 Quá trời ơi. Con này chắc 7-8 kg cái gì nè, thấy không, quá trời bự nè. Cái trời cá dầu đi, cá dầu là cái con sâu quá là trời trời cá trời bự luôn kìa. Nó biết quay chỗ nào nhiều cá. Trời 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 kìa kìa. Quá trời ơi, quá trời ơi. Bạn đợi đi cá đợi, để tao quay phim kìa. Quá trời ơi, quá trời. Cá dầu kìa, cá dầu này chắc khóc ông nội gì hết gì nè, quá trời bự rồi. Ờ có kìa, có kìa. Trời ơi, quá trời bự rồi, có kìa. Cái này chắc mấy tấm hay gì, quá trời nhiều rồi. Ờ có kìa, có kìa. Ủa mẹ ơi, có cần phải bự dưới gì không, có kìa. Quá trời này, thấy ơi. Ôi, ông đây nè. Quá trời. Trời ơi, trời kìa. Vậy mà câu không đầy không ăn. Có, nó không có còn nào ăn. Có kìa. Kìa, 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 cá tre kìa, một đàn cá tre giật viên kìa. Để quay cận cảnh thôi cá tre vậy. Quá trời. Bắt con cá thật đẹp cho con thôi. Có cần phải quậy gì không? Ướt cái điện thoại hết rồi. Vừa đây, quá trời cá bự rồi kìa. Quá trời. Quá trời. Ui. Ui. Trời ơi, cá này quá trời bự rồi. Ui. Trời ơi, ở đâu nó cũng quậy chứ, biết quậy đâu giờ. Trời ơi. Quá trời cá đó luôn kìa ông nội ơi. Trời ơi, còn đây nè, cá dê, cá chốt gì quá trời cá rồi. Ê, có con cá chê trắng nè. Không, không, con cá chê trắng tươi luôn nha, chứ không phải cá chê trắng bình thường. Trắng bạch. Trời ơi, trời ơi, lâu kiến thôi mẹ. Quá trời ơi, cái gì? Quá trời ơi. Trời ơi, quá trời ơi. Gì mà giữ gì không biết nữa. Rồi ơi, rồi ơi, rồi ơi. Rồi ơi. Rụng đầu luôn rồi. Ủa? Trời ơi, trời ơi, cái dầu đó không bự luôn kìa ông nội ơi. Cái chốt lẹ đó. Còn ông này thì ổng quá trời rồi. Ổng ở dưới sông mà chắc ổng dành mời người ta dữ lắm nè. Còn đây thì thôi, một đàn này thì quá trời à. Ôi ơi. Nói chuyện không ông nội ơi. Trời ơi sặc 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 gần chứ. Trời ơi sặc gần cho nhiều vậy nè. Quá trời.
Trời ơi, thấy lá cọp nhóc quá trơn không nổi mẹ ơi. Được hết trơn kìa, trời ơi. Quá trời cá à. Còn cái tháng nãy lát nào của ông? Trời ơi. Hai con luôn. Ông giờ ông nói là nguyên bậy đó của ổng không đó. Ồ có gà có gà. Những cá chê là bắt đầu là đang tính là thực hiện hành vi là vượt ngục nè. Ví dụ nè. Quá trời rồi. Mấy em chê trắng quá trời nhiều rồi. Trời ơi. Đâu rồi cái cặp thắt lát đâu rồi? Trời ơi, trời, cái gì mà nhiều dữ vậy nè. Tao kiếm con nào con lấy rồi. Gì mà mấy con gì mày? Thấy không, có dầu con 3-4 ký không mình thấy hả? Kìa 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 kìa. Trời ơi, sao kìa, ngộ mẹ ơi. Rồi, rồi. Ủa, có dầu mạnh mạnh không? Ngoài bánh mát mới cưỡi kìa. Quá trời cá dầu ông nội ơi kìa. Quá trời cá rồi. Rồi mở miệng ra, trời ơi con là dân sông nước mà không biết bơi. Ôi trời đó. Dân sông nước gì bay xuống kỹ trời. Đó, đó, đẩy đẩy hai đũa thôi. Vô mấy ông chửi nữa nè nha. Ủa cậu 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 cái chỗ kìa. Quá trời to rồi. Khủng khủng cái giò khủng rồi. Wow. Quá trời cá dầu à, ông nội ơi. Trời ơi. Cận cảnh chở trà ở miền Tây. Quá trời, trời ơi. Ông nội ơi, cá chê lai giống như cái hầm của người ta nuôi vậy trời. Quá trời. Ủa chê trắng hả? Sông nhiều dữ vậy nè. Cái này gan chở đống trà luôn trời. Ồ cá chê kìa. Trời ơi. Chưa chưa. Đó. Trời ơi tới vụ kìa. Bỏ chạy ơi. Rồi ơi. Rồi. Kìa kìa kìa, nó leo kìa, nó leo kìa. Quá trời ơi, quá trời. Leo quá trời leo rồi. Để, để, để. Đó. Lát nữa kìa. Rồi, cái con mày không. Đó, 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 đó leo nữa kìa. Quá trời à. Đó đâu, đâu. Trời ơi, leo con kìa. Quá trời à. Đây, kìa, kìa, kìa. Quá trời cá à. Quá trời à. Đó, 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 đó. Xíu nữa thằng thẩn nó để trong giỏ đó, đó mày lấy cái câu mà để dưới đó thôi tao chụp hình mày từ từ bắt bắt
nè, đây một em là cố tình trốn vượt biên mà không thoát khỏi nè, đây em đó nè, quá trời. Bự chết rồi đó, bự chết rồi. Cái bộ nó tỉnh rồi, đó tỉnh không?